Bây giờ thì bọn mình đang trên đường đi ra sân bay ấy. Lần này bọn mình quyết định đi Phú Quốc để nghỉ ngơi khoảng 6 ngày 5 đêm ấy. Tại vì là đợt này bé nhà mình đang được nghỉ hè 2 tuần ấy. Vì thế nên bọn mình có dành thời gian một xíu nên bọn mình đã quyết định đi du lịch. Bé nhà mình thì mỗi lần đi đâu thấy hòm công quỹ hoặc là mấy cái hòm quỹ bảo trợ các thứ ấy thì lần nào cũng xin tiền lẻ bố mẹ để ủng hộ ấy. Lần này thì anh ấy cũng lấy xin tiền xong nó ra đút, nhưng mà có vẻ là mình đã rất kiên nhẫn để chờ bé nhà mình đút vô, nhưng mà có vẻ cái lỗ hơi nhỏ với lại cái kệ này nó hơi cao so với bé nhà mình nên là bé nhà mình phải với và không nhìn thấy và khó đút vô ấy. Đến Phú Quốc thì đêm đầu tiên bọn mình quyết định ngủ và thuê phòng ở trong Grand World ấy mọi người. Thì đây là một cái homestay mà bạn mình biết ở trong nhóm ấy. Cái homestay này thì ngay trong khu Grand World luôn nên là rất tiện lợi, mình không phải thuê taxi các thứ, xe cộ để đi lại ấy. Ở dưới thì đường xá, ăn uống, tất cả mọi thứ đều có đầy đủ ấy. Và thứ hai là nhà mình đi hai nhà nên là có ở đây thuê homestay có phòng khách luôn nên là khá là tiện lợi cho hai gia đình luôn ấy. Đấy, ở dưới luôn là khu Grand World luôn mọi người ạ. Rất là tiện, không phải thuê taxi đi lại các thứ gì ấy. Bọn mình sẽ quyết định ở đây 2 đêm, còn sau đó sẽ di chuyển ra khu Nam Đảo. Đó, đây là khu Grand World này mọi người. Quang cảnh khá là thoáng đãng ấy. Và ở đây chủ là người ngoài Bắc mình mọi người ạ. Vì thế nên là khá là tiện. Và khi bọn mình đến ấy, thì anh chủ đã đi đón bọn mình này. Ở đây đấy, buổi tối khi bọn mình đến là đã chiều tối rồi. Nên lúc bọn mình cất đồ đi ra ngoài thì trời đã bắt đầu sầm sầm xì tối rồi, mọi người đã lên đèn rồi ấy. Nhìn quang cảnh khá là đẹp luôn ấy. Đó, mọi người nhìn thấy xa xa có thuyền đi này mọi người.
khi đến nơi thì bọn mình rất là đói ấy, vì thế nên bọn mình đã quyết định đi ăn thử món bún quậy khiến xây nổi tiếng ở Phú Quốc ấy. Đó thì bọn mình đã tìm ra được nó cũng khá gần với bọn mình, chỗ bọn mình thuê luôn ấy. Và mình đến quán thì thấy quán rất là đông luôn. Bọn mình gọi linh tinh gồm có cả combo truyền thống và combo buổi sáng ấy. Vì combo truyền thống thì có cả mực, còn combo buổi sáng thì thay bằng mực thì là bằng thịt bò ấy. Chồng mình thì thích ăn thịt bò nên là mình đã chọn cho chồng mình là combo buổi sáng ấy. Một cái combo này thì 70.000 một bát, bao gồm một chai nước lọc mọi người ạ. Mình thấy giá cũng khá là hợp lý trong cái khu này luôn ấy. Nhiều hơn được. Sang ngập lên. Hai bát mà. Chút nữa cũng được, cần gì mình nhiều lắm. Ok. Xong thì bọn mình di chuyển để đi xem nhạc nước ấy. Ở đây trong khu Grand World này sẽ có biểu diễn nhạc nước miễn phí vào lúc 9 giờ tối mọi người ạ. Và nó ghi là biểu diễn sắc màu Vernon. Mình thấy rất là độc đáo nên là muốn đi xem thử ấy.
ocean, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice.